Chào các bạn đã trở lại kênh YouTube Mình Lành Miền Tây. Hôm nay thì mình tới vườn của chú Tâm nó cắt bích. Bây giờ thì được mặt. Đây thì cũng cột chèo với chú Tâm đó nha. Nè nó. Anh em hụng nhau ăn đi nè, lấy công làm là nè nó. Tính giờ chi phí cắt thì một tấn không cũng 400 ngàn rồi. Mình chở nữa một tấn cũng 400-500 nữa. Đó. Cắt cũng được mớ rồi đó. 2 lít bển nhiều lắm rồi. Nè nhà nó như mít nhóm giá lên. Đây thì chú Tâm nha các bạn, không có học ai hết mà tự động ra cắt nè, đó. Lần đầu ra cắt sao chú Tâm, lần đầu ra cắt mít sao? Cắt cái nào trắng thì liền, cái nào đỏ lấy. Quá dữ rồi. Đây, cắt gì cũng rất chuẩn nha các bạn. Mới tay nghề còn hơi chung chung, còn hơi lăn qua lăn lại các bạn. Nhìn kỹ mới được. Nhiều khi xe qua xe lỡ đứt cuốn trái mít luôn không chừng nữa. Đứt thì bỏ xuống hơn. Mít này thì cũng gần 7 năm ngắn bạc, nhưng mà trái cũng chà bá không nè. Đó. Da xanh gai nở chùm chỏm luôn. Trái năng rất đều. Xài phần gì mà thấy mít già mà đi đọt quá chú Tâm? Phần hữu cơ đó hả? Phân hữu cơ gót 2 thiên mã đó không? Ừ. Mới xài lên chứ không có nhớ hiệu. Mới xài không có nhớ hiệu các bạn ơi. Thì đây thì dùng mít này thì cũng lâu năm nha các bạn. Cây thì như mùi quay đây thì các bạn cũng biết cây rất là xi nè. Nhưng mà chú Tâm nó xài nè. Phân hữu cơ gót 2 đó. Các bạn cũng thấy cây lâu năm thì thường xi nè, nhưng mà giờ đi đọt rất nhiều nha các bạn. Mà trái cũng năng rất đều nè. Tôi nhẹ dưới đây. Nhẹ. Rồi như trái này có lấy nhất được không? Không. Nhì được không? Phải màu. Nhì không? Lấy xe nhỏ. Rất rất nhiều. 8k đó hả? 8k là nhì, tuần gất có 6 rồi. Sau này nghe nói hàng xe được 8 rồi mà. Xe lớn 9. Xe lớn 9 nè, rồi xe nhỏ nữa hả? Ừ. Nhiều xe quá ta. 9 xe nhỏ 7. Còn nhì là riêng ha. Ừ.
nhì là xe lớn là nhì đó. Xe lớn nhì. Mất ghẻ mà cắt quá cắt các bạn ơi. Nè. Ôi em, có đánh rạo quá em. Đây vắng nhà luôn nha các bạn. Đó, lấy công làm lờ đó. tuột xuống không được thì kéo lên trả lời các bạn ơi. Bình thường màu cũng hơi đẹp tái. Tàu chai nào nắm nắng thúi trơn. Trái bự thúi không, bây giờ dùng đại thúi. Sáng không tiễn hết 3 trái. Ách ách không. Muối rất đẹp. Một muối bự. Chưa tới màu. Mở các bạn cắt lia lịa hết tính cắt biểu diễn cho các bạn coi mà về chưa tấm ơn cái này nóng thì sướng rồi. Cây si nhìn trái vẫn chà bá nha các bạn. Đó. Như trái này nứt màu hơn lấy được hàng nhất không? Trời ơi, nói chung là nứt màu rồi, không lấy nứt được. Có nứt là nó không lấy được. Có nứt là không lấy ha. Mít sụt mà ăn hơi khó quá các bạn ơi. Như trái này không nứt rồi lấy không? Một ký lấy mà. Trái này hút rồi. Mà chưa tới màu. Chưa tới. Cái này lớn nhất mà đậu ký nó lậm mà hàng sụp rồi bớ lấy khó lắm nha các bạn. Nè nó cái cung thường luôn rồi. Ừ, cây này cũng đạt rồi chứ, trái bành bành không à. Ba trái. Trái này hư. Hư nữa rồi đó. Hư nữa đó các bạn. Hết tiền rồi đó.
sâu lục cuốn hư phối luôn hết tiền rồi đó. Đó 4 tháng không trắng đâu, hơi vàng. Qua xong luôn chú tấp bè ơi. Đây giờ xong xong các bạn. Đó. Rồi xuống đây. Dính. Rồi, rồi em nha. Quá sâu. Quá xong thì phải có đò nha các bạn. Đi cắt mít mà không có gỗ là mắt nó trắng giờ. Đây cũng là mít tơ các bạn nè, mít chết thì dặm lại giờ cũng đang được ăn nè. Đó. Đó. Ăn lứa đầu tiên hả? Dạ. Lứa đầu đó. Cây này hai trái. Ngoài đó ăn trái, còn trái này tới bữa nay. Nắng quá. Quên thấy không? Thấy. Muốn quá bự. Có rồi. Cái đó nó có vô bài bản hết trơn. Vô bài game hết rồi. Mít già hả ba? Nè đóng gông ghiêu trơn. Này vẫn cho trái xào bá nha. Cho mít già chừng nào trái đạt không lấy. Lép quá lép. Trái đó sao rồi? Trái mít tơ nè, trái nó thúi bánh hết trơn nè. Trái mít này nè. Tiện đi cho ra trái khác. Cái này cắt không rồi, cà bông là lắm chưa? Dạ ngoài này nóng nắng này còn trong này nó nâu. Cái nãy cũng y gan gì đó, đi sạc sạc lắm. Thấy giờ như vậy cây nãy xi nè, chậm già. Như trái mít này giạt chưa chú Tâm? Thường thấy mấy chú cắt mít giạt có nhiều bà con không biết ta hỏi. Giạt kiếm chỗ nào mới bự giạt. Với lại mấy chỗ mà cái màu nó muốn bị bể rồi đó thì giạt. Rồi gì nữa không? Có vợ người ta có sữa người ta lấy được cho mình ta lấy. Muối bự giạt lấy mít. Yes.
mặt vô lợ nha các bạn. Đây cũng có trang sầu riêng nè. Đó. Sầu riêng này quá đẹp à. Okay, sầu riêng rất là đẹp. À đây quay nè mọi người. Không biết cái bị sao nữa. Dư dinh dưỡng, phối đẹp hay gai đẹp. Dư dinh dưỡng. Dư phân. Cắt vô tròn giọt càng sung. Ừ. Ăn phân nhiều. Đúng luôn. Đúng luôn. Nằm chơi chơi chỗ đó nè. Đó. Cây này ba trái luôn các bạn, mà rụng hai trái rồi còn trái. Rụng hai trái luôn nè. Hai trái nằm song song luôn nè nó. Còn đây trái. Mà không biết chừng nào rụng nữa đây. Sợ nó rụng quá cắt. chủ nhà sợ rụng cắt luôn nha các bạn. Đó. Đó. Coi gình gặp dữ lắm. Thế cây chú mày ơi. Liền luôn đi. Xong luôn. Em xe đèn. Trái này thì ngọt rồi. Đó. Ăn đi, đau bụng quá. Mít thúi tại vườn nhưng mà chín nha các bạn. Đó. Yeah. Đây. Ngon quá các bạn ơi, nè. Mít chín tại vườn. Ngon ngay rồi, ngay. Quá ngon các bạn ơi, nè. Mít ngon. Quá ngon. Cái mít ngon mít ngon. Mít quá ngon à. Mít muối bành bành không à. Mời các bạn. Mít quá ngọt à. Đang đói bụng nữa, chắc sáng cái này có 10 giờ đang đói bụng. Mít này thì không phải là quý của gì nha các bạn, nhưng mà nó quá nhiều rồi. Như là bà con mình á, hàng ngày đều gặp mít thúi như này, chín. Ăn là rất ngon, nhưng mà ăn ăn riết ăn không nổi. Nhiều khi rẻ ăn gì rồi bỏ nè. Thì giờ mình xin miếng này về.
cho anh em bà con người ta, ai có dùng được thì dùng. Mồi thì cũng có mít nữa, nhưng mít này quá ngon à, mùi xinh. Giờ anh em ai dùng được dùng nữa các bạn. Cho xin miếng mít này nghe chú Lâm. Ok. Để ngoài thùng bà cái ấy con mút trắng góp để đỡ thì khu vực hết rồi. Đây thì được mớ những bạc nè, đó. Quả này ít rồi, quả này trái, có mấy nít kia trái nhiều. Nó nhìn hôn gió trời. Ngực. Nãy giờ có nhảy xong chưa? Chưa. Cũng nhảy xong rồi. Cầm nè, đưa nhẹ đây, đưa nhẹ đây nè. Làm gì? Cầm là... quay lại thấy tao vẫn cầm được rồi. Quay lại cho ổng à. Thấy chưa? Rồi. Các bạn ơi, thì video cắt mít vườn của chú Tâm đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Bữa nay thì vừa anh ta báo mấy gì chú Tâm? Này, em coi cái. Từ 49763. Thì các bạn ơi, thì đây chú Tâm thì vườn nhà nha, không có phân loại. Thì giờ cắt xong chở vô vựa, thì vựa người ta sẽ phân loại cho mình. Còn video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Mười xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Có thích video của Mười xin cho Mười một like và một nút đăng ký. Còn giờ Mười xin chào và hẹn gặp lại sau.